Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thủ thuật Excel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán một cái dữ liệu bỏ qua các dòng vị ẩn trong Excel. Ở trên màn hình đây các bạn có thể thấy, ví dụ như mình có một bảng dữ liệu như thế này và các cái dòng mà mình bôi đỏ đây mình sẽ ẩn nó đi. Giờ giả sử mình ẩn đi. Giờ bây giờ mình muốn dán cái dữ liệu này vào cái cột trên đây. Thì nếu mà dán các đây mình sẽ bỏ ba cái dòng này đi chẳng hạn nhé. Rồi bây giờ mình muốn dán các cái cột dữ liệu này vào trên đây. Nếu mà theo cách thông thường thì các bạn kích chuột phải, các bạn chọn copy, rồi sau đó các bạn chọn paste, các bạn dán thông thường đúng không, thì cái dữ liệu nó sẽ vào những cái dòng bị ẩn. Ở đây các bạn thấy là nó có bao nhiêu? 3, 6, 7 cột đúng không? 7 cột thì ở đây cũng có 7 hàng, xin lỗi ha, 7 hàng. Thì khi mình dán vào đây nó sẽ không có dán đủ hết 7 hàng này, mà nó sẽ bị dán vào cả những cái dòng mà mình đã ẩn. Đây các bạn mở ẩn hết ra nhé. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái dòng bị ẩn này, có 3 dòng bị ẩn này, nó dán cả dữ liệu vào đúng không? Thì bây giờ làm thế nào để khi mình dán dữ liệu vào thì nó sẽ bỏ qua những cái dòng ẩn này. Để làm việc đó thì chúng ta có thể sử dụng Core VBA trong Excel hoặc là sử dụng một cái tiện ích của bên thứ ba. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái tiện ích cho nó đơn giản. Thì cái tiện ích này nó có tên là, ở đây mình tiện ích nó tên là Cutool cho Excel ha. Thì mình sẽ để đường link tải tiện ích này ở dưới cái phần mô tả của video. Các bạn sẽ vào đó các bạn tải về. Đây ví dụ khi các bạn kích vào đường link đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện này, và các bạn tích vào free download để các bạn tải về. Giờ sau khi hiện ra bảng này các bạn tích vào đây. Các bạn chờ nó chạy dây một chút rồi sau đó để tải về. Giờ sau khi nó chạy xong các bạn nhấn vào credit download link này. Rồi các bạn tích vào đây để tải về. Rồi ok, các bạn tải về start download để tải về này. Tạm thời mình sẽ lưu cái file Excel này lại nha. Tại vì khi cài cái tiện ích này thì để nó thực thi được thì các bạn phải tắt Excel đi mở lại. Đây mình lưu tạm. Mình lưu tạm vào đây để mình tắt đi nữa. Ok. Sau khi đã tải về xong thì các bạn open để mở ra. Rồi các bạn kích nút vào đây để cài đặt luôn. Rồi yes. Cái này chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác chứ không có ngôn ngữ tiếng Việt. Các bạn để mặc định là tiếng Anh các bạn cài. Let. Rồi các bạn chọn vào cái này. Đồng ý các điều khoản của nó. Chọn let. Ok, Intop. Việc cài cũng rất đơn giản đúng không? Các bạn cứ bấm let, let thôi. Rồi fill it. Rồi vậy là chúng ta đã cài xong. Giờ sau khi cài xong thì các bạn sẽ thấy trên cái thanh menu của Excel nó sẽ hiện ra hai cái tab là Cutool với Cutool Blue đây. Thì trong hai cái tab này nó có rất là nhiều cái chức năng để chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên trong cái video lần này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cái chức năng mà paste cái dữ liệu vào các dòng không bị ẩn thôi. Còn các chức năng khác thì để cái video đợt sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. Giờ bây giờ mình sẽ tắt đi và mình quay lại cái file Excel lúc đấy.
Rồi mình sẽ ẩn lại ba cái cột này. Ok. Rồi bây giờ các bạn muốn dán cái dữ liệu ở cái bảng này lên trên đây đúng không? Các bạn bôi đen nó. Sau đó các bạn chọn copy. Giờ trên thanh menu này các bạn vào phần Tool. Các bạn chọn danh. Giờ sau đó các bạn chọn dòng thứ ba từ dưới lên nhé. Best to visit danh. Ngồi các bạn chọn on. Ở đây các bạn nhập cái ô dữ liệu mà các bạn muốn dán đến. Đây mình nhập môn này. Sau đó các bạn chọn ok. Đã, thì sau khi bấm ok thì các bạn có thể thấy là dữ liệu nó đã dán lên trên đây và nó bỏ qua những dòng ẩn. Đây mình bỏ, mình mở ẩn lại đây. Và các bạn thấy không? Thay vì lúc đầu mình chưa sử dụng cái tính năng này thì nó sẽ dán cả dữ liệu vào những cái dòng ẩn này. Rồi khi mình sử dụng tính năng này thì nó sẽ không dán những cái dòng bị ẩn. Đã, ví dụ như dữ liệu của chúng ta mà có ít dòng thì chúng ta làm thủ công cũng được. Còn nếu mà ví dụ nó có hàng ngàn dòng thì cái tính năng của cái ứng dụng này rất là hay đúng không? Nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết công việc nó rất là hiệu quả. Giờ video của mình đến đây xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nút subscribe ở dưới cái video này để ủng hộ kênh của mình. Và đồng thời có thể theo dõi các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Ngoài ra thì trong kênh YouTube của mình có chia sẻ nhiều các video khác về cái thủ thuật Word, thủ thuật Excel và thủ thuật máy tính. Các bạn có thể vào xem để ủng hộ mình nhé. Để vào kênh của mình thì các bạn vào Google, sau đó các bạn vào YouTube. Rồi các bạn vào tên kênh mình là Vương Văn Hiệu. Đây chính là cái kênh của mình. Đây, mình có chia sẻ rất là nhiều các cái video. Các bạn có thể vào xem. Vào là các bạn xem theo danh sách phát. Thủ thuật Excel, hiện tại là mình đã làm được 34 video rồi. Thủ thuật PowerPoint, các hàm cơ bản, thủ thuật máy tính. Rồi, các bạn bấm vào cái nút đăng ký ở đây để ủng hộ mình nhé. Nút đăng ký ở đây. Khi các bạn bấm vào nút đăng ký đây rồi thì nó sẽ có hiện một cái chuông ở đây. Mình đợi mình mở đi. Này, nếu các bạn bấm đăng ký rồi thì nó sẽ hiện một cái chuông ở bên phải đây. Và các bạn tích vào cái chuông này. Đây mình tích vào. Đó. Khi các bạn tích vào cái chuông này rồi thì mỗi khi mà mình đăng cái video mới lên thì nó sẽ tự động báo vào cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.